Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm Việt Nam có hàng chục nghìn người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đối với quân đội, ngoài tác hại với sức khỏe của bộ đội, thì thói quen hút thuốc lá còn làm ảnh hưởng đến lễ tiết tác phong quân nhân. Đây là lý do mà từ đầu năm 2018, Quân chủng Hải quân đã ban hành văn bản chỉ đạo quyết liệt để hạn chế tiến tới cấm hút thuốc lá trong toàn lực lượng. Qua 3 năm triển khai chỉ thị 7061 của Tư lệnh Hải quân về phòng chống tác hại của thuốc lá trong các đơn vị, vùng 5 Hải quân đã có nhiều chủ trương cách làm sáng tạo hiệu quả, mà nòng cốt là xây dựng mô hình điểm và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ. Trong đó phải kể đến mô hình tàu không khói thuốc ở Lữ đoàn Tàu mặt nước 127. Từ khi có cái mô hình này, thì nhiều cán bộ, đảng viên và quân chúng đã tự giác đăng ký bỏ thuốc, tạo cái hiệu ứng rất là tích cực trong cái phong trào nói không với thuốc lá ở Lữ đoàn 127. Mô hình tàu không khói thuốc được triển khai với phương châm quyết liệt, thực chất, hiệu quả. Theo đó, Lữ đoàn 127 đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ, trong các buổi sinh hoạt đoàn, tổ chức thi tìm hiểu, nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá, treo tranh ảnh pano áp phích biển cấm thuốc lá ở nơi công cộng và trên các tàu. Đơn vị luôn đề cao vai trò của cấp ủy chỉ huy các cấp, gắn trách nhiệm và sự gương mẫu của người chỉ huy vào kết quả thực hiện không khói thuốc lá toàn đơn vị. Đặc biệt, nhấn mạnh thuốc lá không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn dễ gây mất an toàn. Việc thực hiện mô hình này trở thành một trong những tiêu chí bình xét đánh giá, đề nghị khen thưởng cuối năm. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 20 năm căn bệnh như là bệnh ung thư phổi, ung thư miệng, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chính vì vậy mà tôi không bao giờ sử dụng thuốc lá. Từ bản cam kết không hút thuốc lá, các đơn vị đã phân công cán bộ kèm cặp, bám nắm bộ đội để có biện pháp động viên kịp thời. Đơn vị cũng đa dạng hóa các hoạt động vui chơi, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện mô hình. Nhờ vậy đã thay đổi được hành vi, thói quen và nâng cao ý thức của bộ đội trong việc tự giác bỏ thuốc lá. Nghĩ đến tác hại của thuốc lá thì tôi đã quyết tâm cai thuốc và cũng đã bỏ được thuốc. Từ khi cai thuốc thì tôi cảm thấy trong người của tôi rất là khỏe, và hơn thế nữa là hàng tháng thì tôi có thể tiết kiệm được cả 1 triệu đồng. Từ những con tàu không khói thuốc, ở các vùng hải quân đã hình thành các đảo, các đài trạm, kíp huấn luyện nói không với thuốc lá. Từ đó góp phần đảm bảo quân số khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền các vùng biển đảo của Tổ quốc.